Tại triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 vừa diễn ra, hãng chế tạo vũ khí Czeska Zbrojovka hay CZ đến từ Cộng hòa Séc đã giới thiệu mẫu súng trường tấn công hiện đại Bren 2. Đây là mẫu súng trường trang bị tiêu chuẩn của lực lượng vũ trang Cộng hòa Séc cũng như định hướng xuất khẩu. CZ Bren 2 là phiên bản mới của dòng súng trường tiến công CZ-805 đã được giới thiệu và đưa vào phục vụ trong quân đội Cộng hòa Séc kể từ năm 2010. Súng trường CZ-806 Bren 2 được tích hợp một số công nghệ mới đem lại khả năng tác chiến tốt hơn so với thế hệ đầu. Điểm nổi bật của dòng súng trường tấn công mới là thiết kế dạng module dễ thay thế và sử dụng được cả hai cỡ đạn tiêu chuẩn NATO 5,56x45mm và Liên Xô Nga 7,62x39mm. Ngoài phiên bản súng trường tiêu chuẩn, Bren 2 còn có biến thể sử dụng cỡ đạn lớn chuẩn NATO cho nhiệm vụ bắn tỉa chế áp. Súng trường Bren 2 nhẹ hơn phiên bản cũ khoảng 0,5kg, có nhiều cải tiến, áp dụng nhiều vật liệu nhựa tổng hợp trong chế tạo để giảm trọng lượng và tích hợp các dây Picatinny gắn phụ kiện hỗ trợ chiến đấu. Căn cứ vào kinh nghiệm thực chiến, súng Bren 2 được tối ưu hai chế độ bắn đơn viên và tự động. Cùng với đó, thiết kế súng cũng được tinh chỉnh công thái học để người lính dễ sử dụng và thao tác trên chiến trường. Súng trường Bren 2 có hai biến thể là súng trường tiêu chuẩn A1 và phiên bản carbine A2 với nòng ngắn hơn. Chúng sử dụng hộp tiếp đạn loại 20-30 viên và tầm bắn hiệu dụng 500m. Trong các bài thử nghiệm bắn thực tế, súng trường Bren 2 có khả năng hoạt động tốt và duy trì được độ trụng cao trong các môi trường khắc nghiệt như băng giá, ẩm ướt và cát bụi. Giới chuyên gia quân sự đánh giá, súng trường Bren 2 bền bỉ và hoạt động tốt như dòng súng AK của Liên Xô và Nga, nhưng lại có độ chính xác cao như các dòng súng trường chuẩn NATO. Bren 2 được coi là một trong các dòng súng trường tấn công tốt nhất thế giới hiện nay.